rất đẹp. Đây, em cầm thử lên tay này. Anh chị có thể nhìn thấy này, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Rất là đẹp. Đây là mốc cây tùng này. Rất là đẹp luôn anh chị nhá. Và độ sáng của nó cũng rất là tốt anh chị ạ. Độ sáng như thế này là rất là tốt rồi. Đấy. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh Việt Nhật Solar. Đấy thì như hiện nay thì anh chị đã thấy là đèn năng lượng mặt trời sân vườn, đèn năng lượng mặt trời công trình hoặc là lắp ráp ở trong nhà thì có rất là nhiều mẫu, đa dạng về mẫu và cũng có rất là nhiều người bán. Đấy thì để lựa chọn được một cái đèn năng lượng mặt trời chất lượng thì anh chị hãy nhìn vào thông số của đèn chứ đừng nhìn vào số watt, bởi vì hiện nay là có một số đơn vị người ta nhập cái đèn năng lượng mặt trời giá rất là rẻ, in công suất thì rất là cao, giá bán rất rẻ luôn. Đấy, mua về thì khách hàng hoàn toàn là thất vọng. Đấy, chất lượng thì kém. Thì nói đến cái đèn năng lượng mặt trời mà lắp đặt ở ngoài sân vườn ấy, thì có đèn tròn đĩa bay hoặc là mẫu những mẫu đèn led hoặc là đèn lắp đặt để chiếu sáng thì có một số anh chị sẽ không để ý đến, đó là bộ đèn năng lượng mặt trời trụ cổng như thế này. Và đặc biệt là khi mà em đi qua một số gia đình, đấy cũng rất là nhiều nhà có những cái thiết kế nhà cực kỳ đẹp, nhưng mà phần quan trọng nhất đó là về phần cổng, tức là lối đi hàng ngày của gia đình nhà mình thì cái trụ đó nó đã đẹp rồi. Đấy, nhưng mà lại phần bên trên của nó lại khi mà vào buổi tối thì nó rất là tối. Đấy thì nhân tiện ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị, đó là mẫu đèn năng lượng mặt trời trụ cổng sử dụng hoàn toàn bằng nguồn năng lượng mặt trời, không tốn bất kỳ một đồng tiền điện nào, không cần đi đường dây điện rườm rà, cứ đặt lên lắp lên là nó sáng thôi, buổi tối nó tự động sáng lên, ban ngày nó tự động tắt đi để sạc pin anh chị nhé. Thì đây là những cái mẫu đèn năng lượng mặt trời mà em bán ra ngoài thị trường rất là tốt, bởi vì cái chất lượng của nó đem lại thì khách hàng đều đánh giá rất là cao. Và đặc biệt là những mẫu này là những mẫu đèn mà em đánh giá nó đẹp nhất anh chị nhá. Đấy thì bây giờ thì bộ đèn này nó sẽ có những cái gì thì em xin mời toàn thể quý anh chị cùng bắt đầu video. Rồi thì sau đây thì em sẽ chia sẻ về đèn năng lượng mặt trời trụ cổng. Thì đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này thì phần thiết kế nó giống như một hình ngôi nhà rất là cổ kính nhưng mà nó lại hiện đại anh chị ạ. Đấy thì về phần size thì tùy vào cái trụ cổng nhà anh chị để mình lựa chọn. Ví dụ như trụ cổng nhà anh chị là size 40 thì mình sẽ lắp cái trụ cổng 30 này để cho nó thừa phần ra một chút để cho nó đẹp anh chị nhá. Còn trụ cổng nhà mình to hơn nữa thì mình lắp size 40 anh chị ạ. Đấy, nhà mình mà trụ cổng mà nó to là 50 thì mình lắp bộ 40 là rất là đẹp. Còn trụ cổng mà to size 40 thì mình lắp bộ 30. Đấy, tùy vào cái trụ cổng nhà anh chị, trụ cổng này, trụ tường rào này, ban công này, đấy có thể lắp bộ đèn này rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đấy thì bộ đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này thì nó thiết kế là cực kỳ gọn gàng. Đấy, bởi vì là đây anh chị có thể quan sát này. Bộ đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này về phần thiết kế thì anh chị sẽ nhìn thấy giúp em là ở đây nó là thiết kế 4 tấm pin năng lượng mặt trời nhá, bao gồm là 4 tấm pin năng lượng mặt trời này, 1 2 3 4 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt ở trên phần mái. Thì anh chị mà nhà ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc thì anh chị yên tâm luôn, là bất kỳ hướng nào thì cái đèn năng lượng mặt trời này nó đều tiếp nhận được ánh nắng anh chị nhá. Bởi vì nó là 4 tấm và nó ở 4 phía. Nhà anh chị ở bất kỳ hướng nào thì đèn nó vẫn tiếp nắng rất là tốt. Và ở bên trong đèn này thì được lắp đặt là phần pin lưu trữ để mà chiếu sáng vào buổi tối. Thì những cái tấm pin năng lượng mặt trời này sau khi nó nhận ánh nắng thì nó sẽ là phần pin bên trong để buổi tối đèn nó được xả ra anh chị nhá. Về phần thiết kế này anh chị có thể quan sát, đây là phần vỏ của nó, là phần vỏ nhôm đúc nguyên khối. Vỏ nhôm đúc nguyên khối này thì nước mưa nó cũng không bị mài mòn, nó không bị oxy hóa anh chị nhá, rất là bền. Và bên ngoài thì được là sơn một lớp sơn chống rỉ này, rất là bóng, rất là mịn và rất là sạch anh chị nhá. Đấy, đây là phần thiết kế của mẫu đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này. Tiếp theo nữa là về phần ô cửa thì anh chị có thể quan sát thì bên em có rất là nhiều mẫu ô cửa này. Thì đối với mẫu này thì em có ô cửa hình chữ phúc này. Đấy, đây là mẫu đèn năng lượng mặt trời ô cửa là hình cây tùng này, và ô cửa sổ hình rất là đơn giản anh chị nhá. Đấy, nên là anh chị thích chọn mẫu nào anh chị chọn. Còn đâu về phần màu sắc của đèn trụ cổng thì tùy vào mệnh anh chị có thể lựa chọn được giúp em. Đấy, thì là đây là em có là màu đen huyền bí này, màu vàng đồng cổ này, mẫu nào cũng là đẹp và độ sáng của đèn cũng rất là tốt anh chị nhá. Đấy thì em sẽ cho anh chị cùng xem phần bên trong của cái đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này, nó xem nó có thiết kế như thế nào anh chị nhá. Đấy thì đây là phần bên trong này. Đấy thì anh chị nhìn, nếu mà anh chị trường hợp mà anh chị muốn bắt cái bóng đèn điện lưới á, thì em đã làm sẵn cái đuôi đèn như thế này rồi để cho mình làm. Anh chị nhìn quan sát này, đèn chính hãng này, vỏ của nó là vỏ nhôm này, rất là khỏe này. Đấy, và thiết kế rất là rắn, rất là cứng cáp anh chị nhá. Nên là độ bền của nó em cam kết với anh chị là sử dụng là trên 15 năm anh chị ạ, trên 15 năm. Đây là về phần hệ thống chip LED này.
Đấy thì đèn này nó có rất là nhiều màu sắc, thì một lát nữa em sẽ bật lên cho anh chị cùng xem. Đấy thì điểm qua cho anh chị như vậy thì cũng để cho anh chị nắm rõ hơn về kích thước. Kích thước của nó thì ở đây nó đơn giản nhất, nó chỉ là vuông 40 và vuông 30 đây anh chị nhé. Đây em sẽ đo ở bên phần bên dưới này. Đây em sẽ đo này. Đây là vuông 40 này. Đấy phần vuông nó sẽ là 40 anh chị nhé. Đây vuông 40. Đấy vuông 40. Đấy rất là đơn giản thôi. Nó thiết kế nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà khi mà lắp đặt lên thật sự luôn nó rất là đẹp anh chị nhé. Và để cho anh chị có thể kiểm chứng được tốt hơn thì bây giờ em sẽ bật cho anh chị cùng xem này. Em sẽ bật lên để cho anh chị cùng xem độ sáng của đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này xem nó như thế nào nhé. Đây bây giờ em sẽ bật này. Thì ví dụ như chiếc đèn chữ phúc này, anh chị nào mà lắp chiếc đèn chữ phúc này em thấy nó rất là đẹp luôn này anh chị nhé. Đây đấy, sau khi mà em bật lên anh chị này, đây là ánh sáng vàng của đèn năng lượng mặt trời trụ cổng này, ánh sáng vàng này. Và đây sẽ có một chiếc điều khiển từ xa, anh chị có thể bật tắt hoặc là đổi màu ánh sáng được anh chị nhé. Đây đấy, thì bây giờ em sẽ đổi màu này cho anh chị xem nhé. Đây là ánh sáng trung tính, đấy nó nhẹ hơn nhé. Em đổi tiếp này, đây là ánh sáng đỏ và đây là ánh sáng trắng anh chị nhé. Mình có thể đổi màu tùy ý theo ý thích của mình, em sẽ đổi liên tục cho anh chị xem. Buổi tối lại đèn năng mặt trời trụ cổng rất đẹp luôn anh chị ạ, thực sự luôn, nó rất là đẹp anh chị nhá. Đấy anh chị có thể quan sát này, rất đẹp đấy. Mình có thể đổi màu tùy ý được anh chị nhá. Một bộ đèn năng lượng mặt trời mà sử dụng hoàn toàn bằng nguồn năng lượng mặt trời, rất sáng, rất đẹp. Đấy, như anh chị nào mà đang bỏ trống những cái trụ cổng nhà mình này, trụ ban công này, trụ tường rào này, đấy thì mình có thể lựa chọn bất kỳ một mẫu đèn năng lượng mặt trời trụ cổng nào ở đây. Đấy, đây là size 40. Đấy, đây là họa tiết cây chữ phúc này, họa tiết cây tùng này, cùng với cả mây này, họa tiết ô cửa sổ đơn giản nhưng mà nhìn nó vẫn rất là sang trọng anh chị nhé. Đấy, size 30, size 40 em đều có hết. Đấy, anh chị chọn mẫu đèn trụ cổng nào thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với hotline của bên công ty nhà em để anh chị đặt hàng. Thì bên nhà em sẽ miễn phí ship vận chuyển về đến tận nhà cho anh chị. Đấy, lắp lên là sáng, không cần phải đi đường dây điện rườm rà. Ở chân của đèn trụ cổng này có 4 cái lỗ này, mình chỉ cần khoan trực tiếp xuống và mình bắt ốc vít vào là buổi tối nó tự động bật lên và ban ngày nó tự động tắt đi, nó sạc pin, rất thông minh luôn, không cần phải tác động của con người anh chị nhé. Lắp lên là sáng, lắp lên là đẹp. Đấy thì những anh chị nào mà đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với bên nhà em. Đấy, ngoài đèn trụ cổng ra thì em có rất là nhiều mẫu như là đèn tròn đĩa bay sân vườn, đèn liền thể này, đèn pha năng lượng mặt trời, đèn ốp trần, đèn chống lóa, đèn bàn trải dự án công trình. Đấy, em có rất là nhiều mẫu, anh chị quan tâm mẫu nào lắp đặt cho hệ thống nhà mình những bộ đèn năng lượng mặt trời để chủ động hơn trong việc mất điện. Đấy, và giảm thiểu bớt cái chi phí tiền điện thì hãy liên hệ trực tiếp với bên nhà em anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip.